Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Gà bán hoa nửa đêm đốt nhà cặp vợ chồng trẻ khiến một người thiệt mạng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an thành phố Thủ Đức đang tạm giữ TH sinh năm 1991, cư ngụ tại 60 đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ để điều tra xử lý về hành vi phóng hỏa đốt nhà là một người tử vong. Nạn nhân là anh BL sinh năm 1989, ngụ nhà số 84 đường Nguyễn Văn Thạnh. Trước đó khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 6, nhà số 84 đường Nguyễn Văn Thạnh bất ngờ có tiếng nổ lớn, lửa nhanh chóng bùng lên. Phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng phá cửa đưa anh BL cùng vợ là chị NTBL sinh năm 1994 trong tình trạng bị bỏng nặng đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân. Đơn vị chức năng xác định vụ cháy không phải do sự cố mà là có người cố ý phóng hỏa và TH là đối tượng có nhiều biểu hiện liên quan. Tại cơ quan công an, TH khai nhận phóng hỏa đốt nhà anh BL do mâu thuẫn về mối bán hoa với vợ chồng anh BL. Anh BL không qua khỏi do bỏng quá nặng.